Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 113. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 113. Lúc này Phương Hành để pháp thuyền tự động bay đi, mình thì đi dạo vào phòng của mấy vị khách quý và tứ gia tiểu tổ. Bất quá đáng tiếc, không có phát hiện quá nhiều pháp bảo và thứ tốt. Dù sao trong tu hành giới, túi chữ vật thịnh hành, đồ vật quý trọng đều là đặt ở trong túi chữ vật. Chỉ có vài thứ công cành là không tiện mang theo, mới có thể để ở ngoài. Bất quá cũng may, một ít đồ chơi quý giá và bảo bối phụ trợ tu hành vẫn có vài món. Ví dụ như là ngọc trầm có thể ngưng tụ linh khí, có bách tức hương an thần minh tưởng giúp người tìm hiểu đạo pháp, còn có ngọc bàn cấu tạo hình tinh xảo dùng để suy diễn trận pháp. Tất cả đều là vật giá trị xa xỉ, không phải tu sĩ bình thường có thể sử dụng được. Chỉ là hiện tại ánh mắt của Phương Hành tương đối cao mà thôi. Dạo qua một vòng, Phương Hành chạy xuống khoang thuyền. Lúc này ở bên trong tràn đầy người, đều là tạp dịch và thị vệ trên pháp thuyền. Vừa rồi Phương Hành không có đại khai sát giới, có thể tạo thành uy hiếp với hắn, không cần phải nói, tự nhiên là một đao chém chết. Nhưng những thị vệ và tạp dịch này lại chỉ tiện tay đánh bất tỉnh, sau đó nhét vào trong khoang thuyền. Lúc này Tiểu Tam và Tiểu Tứ thở hổn hển đưa đến một cái ghế bành, sau đó ưỡn ngực thẳng tắp, đứng hai chân lên làm hình dáng thị vệ trung tâm. Phương Hành thì tùy tiện ngồi ở trên ghế thái sư, vung tay lệnh Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đi vào trong khoang thuyền, gọi đám người kia ra, từng bước hỏi rõ tác dụng của bọn hắn. Những thị vệ kia thì không cần phải nói, trực tiếp giải cấm chế, ném ra pháp thuyền. Nha hoàn áo xanh của Thôi Tiểu Tổ kia cũng không cần nói, một cước đạp xuống pháp thuyền. Về phần phụ trách nấu nước quét nhà, nấu cơm, phụ trách giữ gìn pháp thuyền thì giữ lại, nghiêm khắc khống chế. Những tu sĩ thân phận vốn thấp kém, tu vi cũng thấp, ở dưới Phương Hành tu vi kim đan cảnh trấn nhiếp, cùng với một đám tiểu hồ ly cáo mượn oai hùng uy hiếp, làm sao mà dám phản bác. Vì bảo vệ mạng nhỏ, thành thành thực thực tiếp nhận khống chế, tất cả có chức trách riêng, trở thành người giúp Phương Hành quản lý pháp thuyền. Kể từ đó, đám tiểu hồ ly bị người khinh khỉnh, lúc này lại biến thành tiểu công chúa được người hầu hạ. Vừa mới an bài thỏa đáng, lại nghe dưới pháp thuyền có tiếng thét lên, thanh âm là của Tiểu Bàn. Trong nội tâm Phương Hành cả kinh, vội vàng na di đi tới ở trong phòng bếp. Chỉ thấy ở cửa ra vào, hai chân trước của Tiểu Bàn bụm lấy miệng của mình, con mắt gập trước ngập nước nhìn đoàn hỏa diễm trước mắt. Ngọn lửa kia màu xanh trắng bồng bềnh bất định, nhảy ở trên không trung cực kỳ thần dị. Vội vàng bế Tiểu Bàn qua, kéo móng vuốt xuống nhìn, nguyên lai bờ môi đã bị phồng. Trải qua nó kể lể, Phương Hành mới hiểu được nguyên lai thời điểm Phương Hành cùng với những tiểu hồ ly khác xử lý tình sự tình, Tiểu Bàn lại đi tiếp phòng bếp và tìm ăn, giống như con chuột rơi vào hũ gạo, lại trong lúc vô tình phát hiện hòa trùng này. Cũng không biết người khác thấy được hòa trùng là phản ứng gì, dù sao Tiểu Bàn là càng nhìn càng cảm thấy hòa trùng mỹ diệu khó tả, mang theo lực hấp dẫn mê người. Sau khi nhịn nửa ngày liền há miệng nuốt tới, kết quả chính là miệng bị đốt. Đây là hòa trùng mà yêu tiên lưu lại sao? Sao sẽ ở trên pháp thuyền? Phương Hành cảm ứng được khí tức trên hỏa trùng, trong lòng khẽ nhúc nhích, ngăn đám tiểu hồ ly muốn xông lên báo thù cho Tiểu Bàn. Sau khi bôi thuốc trị thương thì một cước một cái đá chúng ra khỏi bếp, mình cũng cách khá xa, đánh giá hỏa trùng cẩn thận, mày cau lại. Trước đó đối với hỏa trùng này là không có ý nghĩa gì, mặc dù biết cái này là đồ tốt, nhưng nếu muốn từ trong tay ba vị khách quý Thần Châu và bốn vị tiểu tổ cướp hỏa trùng, việc này phong hiểm quá lớn. Bởi vậy lúc đầu hắn chỉ coi hòa trùng là đồ vật mang đến phiền cho đám người kia. Sau khi dẫn phiền toái thì liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng vô luận như thế nào thì cũng không nghĩ tới nó lại đi tới ở trên pháp thuyền. Cũng may mắn ở trong xích cốc nó phóng ra rất nhiều hỏa diễm, lực lượng xói mòn nghiêm trọng, lúc này mới giống như là hòa trùng bình thường, bằng không pháp thuyền cũng bị nó đốt cháy. Chẳng lẽ bởi vì ta bắn một mũi tên, nó tới tìm ta báo thù sao? Phương Hành cẩn thận từng đi từng tí nghĩ, bất quá cảm ứng thoáng một cái,
ngược lại không phát hiện hòa trùng có địch, ngược lại không phát hiện hòa trùng có địch ý. Xem xét thoáng một phát, Phương Hành ngưng thần nhìn hòa trùng, trong mắt ẩn ẩn có phù văn hiển hóa. Sau nửa ngày, hắn dụi dụi mắt, bảo bọn tiểu hồ ly đưa đến một cái ghế, bắt chéo chân ngồi xuống. Vừa rồi sử dụng âm dương thần ma giám là xem tính chất của hòa trùng, xác thực như ba gã khách quý kia thảo luận. Hòa trùng này là sau khi yêu tiên vẫn lạc, đánh vỡ thần tính hóa thành, phía trên thiêu đốt hỏa diễm, chính là thần hỏa. Loại thần hỏa này có chút tương tự tam muội chân hỏa, bất quá lại hơi bất đồng, bởi vì trong lửa ẩn chứa thần tính của vị yêu tiên kia, tính chất cải biến từ trình độ nào đó mà nói, đại biểu là mảnh vỡ thần hồn của yêu tiên kia. Chỉ có điều, tuy là mảnh vỡ thần hồn, nhưng hỏa trùng không có ý thức, không có khả năng tìm mình báo thù. Hẳn là nó bị cái gì đó hấp dẫn tới. Trong nội tâm của Phương Hành hơi động, nhìn thoáng qua đám tiểu hồ ly ở sau lưng đang tò mò. Nhìn hỏa trùng, tiện tay nắm qua một con, cua cua ở trước mặt hỏa trùng. Nhưng hỏa trùng không có phản ứng chút nào, vẫn trầm tĩnh không nhúc nhích. Phương Hành thấy vậy, lại nắm một con khác, liên tục không ngừng cua cua trước hỏa trùng. Đến phiên tiểu thất, đến phiên tiểu nhất, nha đầu kia lại đỏ mặt lên. Bị Phương Hành nắm lấy cua cua, thực sự là khó coi. Trong nội tâm nàng nghĩ, vị Phương đại gia này cái gì cũng tốt, chỉ là quá thô lỗ thôi. Bất quá tiểu nhất thử qua, hòa trùng cũng không có phản ứng, cái này làm Phương Hành đau đầu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn gãi đầu, đau khổ nghĩ. Tìm hiểu thời gian thật dài, thủy chung không rõ vì sao hòa trùng lại bị hấp dẫn tới. Rơi vào đường cùng, Phương Hành không nghĩ nữa, mặc kệ nó, tóm lại là đồ tốt, trước phong ấn nó sau. Bất quá sau khi thử vài lần, hắn lại bất ngờ phát hiện phong ấn hỏa trùng không phải là sự tình đơn giản. Ở trên tay quán có vài pháp bảo phong ấn không thể, nhưng sau khi hỏa trùng bị dẫn vào trong đó, vậy mà trực tiếp hủy pháp bảo, một lần nữa về tới không khí. Phương Hành bất đắc dĩ đặt mông ngồi trên mặt đất, nghĩ thầm chẳng lẽ để đồ vật này ở trên thuyền sao. Phía bên cạnh hắn, đám tiểu hồ ly cũng thở dài, học bộ dáng của Phương Hành. Phương Hành có chút không cam lòng, đuổi đám tiểu hồ ly đi, sau đó từ trong túi trữ vật đổ ra các loại đồ chơi, quyết định thử hết một lần. Bất quá hòa trùng mặc hắn lấy ra dị bảo gì thì cũng không có phản ứng, cơ hồ khiến hắn muốn buông tha. Nhưng trong lúc vô tình mở ra không gian giới chỉ, hòa trùng đột nhiên nhúc nhích. Phương Hành nhất thời cả kinh, nhìn về phía không gian giới chỉ ở trong tay. Không gian giới chỉ này cũng là một loại pháp khí trữ vật, phẩm giai cũng không tính là cao, không gian nhỏ hơn túi trữ vật không ít. Chỉ có điều Phương Hành coi không gian giới chỉ này như là trang sức đeo ở trên người vậy, ngược lại cực kỳ ẩn nấp, cho nên bình thường hắn để vài vật quý giá vào trong đó. Thái thượng đạo bách hung đồ, ngọc thư đều ở trong không gian giới chỉ, mà hôm nay hắn lấy ra từng cái cua cua ở trước hỏa trùng, thật bất ngờ phát hiện đồ vật dẫn động hỏa trùng phản ứng là thanh hồ quỷ diện, là cái mặt nạ thần bí lúc trước hắn lấy ở tiên điện của Thanh Khâu Vân, là vật ấy dẫn phát hỏa trùng phản ứng. Thanh hồ quỷ diện này là một trong mấy pháp bảo thần bí nhất mà hắn lấy được. Lúc trước thời điểm đồng hành với Liên Nữ, hắn cũng hỏi không ít lần, nhưng Liên Nữ không chịu nói cho hắn biết, chỉ nói truyền nhân của thanh hồ quỷ diện này vốn không nên là hắn, nhưng rơi vào trong tay của Phương Hành, vậy thì cũng tính là hữu duyên với hắn. Nàng không tiện quản nhiều, cũng không có thu hồi bảo vật, nhưng sẽ không trợ giúp Phương Hành luyện hóa bảo vật này, hết thảy nhìn cơ duyên. Từ giọng điệu của Liên Nữ, bảo Phương Hành ẩn ẩn cảm thấy khả năng thanh hồ quỷ diện này bị mình luyện hóa không lớn, hơn nữa không biết tác dụng cụ thể của nó, không có kỳ vọng gì, vì vậy một mực đặt ở trong không gian giới chỉ. Cho tới hôm nay, hỏa trùng khác thường mới khiến hắn lần nữa lưu ý đến thanh hồ quỷ diện. Chẳng lẽ từ trong tiên điện lấy được thanh hồ quỷ diện ngược lại có quan hệ với yêu tiên vẫn lạc ở trong truyền thuyết sao? Phương Hành suy nghĩ, lấy ra thanh hồ quỷ diện, chậm rãi đưa đến gần hỏa trùng. Ông một tiếng. Thời điểm quỷ diện đến gần hỏa trùng, một màn khác thường xuất hiện. Hỏa trùng giống như là nhận lấy lực hút quỷ dị nào đó, nhẹ nhàng bay về phía quỷ diện, khảm nạm ở vị trí mi tâm, tựa như là một bảo thạch sáng lấp lóe. Cơ hồ cùng lúc đó, hai con mắt của thanh hồ quỷ diện sáng lên, mới nhìn không giống như là quỷ diện, bỗng nhiên thức tỉnh mở mắt. Nhìn thanh hồ quỷ diện trong tay, lại nhìn quỷ hỏa ở trong hai hốc mắt lấp lóe, trong nhà mắt Phương Hành bị đoạt đi thần thức,
cả người phảng phất như là ngây dại. Thế giới trước mắt đã mất đi hết thảy chân thực, chỉ còn hai đạo lân quang nhúc nhích loáng thoáng. Hắn như thấy được một nam tử tuấn giật mặc thanh y, chắp tay đứng ở trên chín tầng trời, tay áo cuồng phong thổi bay phấp phới. Đạo ta không dứt tức bất tử, bất tử tức bất diệt tức đạo ta vĩnh tồn. Trong mắt Vương Hành như là chứng kiến nam tử áo xanh nhẹ nhàng giọng, nhẹ giọng ngâm nga, tay cứ giơ lên phá toái hư không. Ở một chỗ khác của hư không như có đối thủ tồn tại, hơn nữa rất nhiều đối thủ. Dùng tu vi của Phương Hành hôm nay, hoặc nói thần hồn căn bản nhìn không tới đối thủ kia tồn tại, chỉ có thể cảm giác được những đối thủ kia rất nhiều, rất mạnh, cơ hồ là dày đặc nửa bầu trời. Mà bên này lại chỉ có một mình nam tử áo xanh. Hắn giữ vững vị trí này, thi triển pháp lực ngập trời, chống cự địch nhân tới gần. Hư không nứt vỡ, một lần lại một lần giết địch từng đợt rồi lại từng đợt. Công pháp của hắn huyền ảo phức tạp, bao hàm toàn diện, cơ hồ tiện tay vung ra chính là đạo thuật có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá trong quá trình hắn ngăn địch, đại bộ phận đạo quyết và pháp ấn đều mơ hồ, căn bản nhìn không thấy quỹ tích hắn thi triển. Bởi vì những đạo quyết đó phức tạp, quá huyền ảo, thần hồn của Phương Hành không cách nào có thể nhận thức, cho nên nhìn ở trong mắt chỉ là các loại hình hành mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến 10 ngón tay vung vẩy kéo ra cái bóng thật dài, hoa mắt thần mê. Thật lâu, thật lâu, Phương Hành chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị thúc giục cực hạn, khó khăn lắm mới nhìn rõ một pháp ấn hắn thi triển 3 lần. Hắn vừa nhìn rõ ràng, nó liền khắc ở trong óc, nhưng thần hồn của hắn giống như là trọng kịch, cơ hồ ở trong nháy mắt lực lượng thần hồn đã bị tiêu hao thất thất bát bát, suy yếu giống như là 10 ngày 10 đêm không ngủ vậy. Phương đại gia, Phương đại gia! Bên tai có tiếng của Tiêu Nhất và đám tiểu hồ ly truyền đến, hình như là có người nâng mình đưa lên giường, còn có người dùng khăn ướt lau trán. Phương Hành chỉ cảm thấy đau đầu, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Đập vào mi mắt chính là vài chục con mắt nhỏ tròn vo. Các người làm gì thế? Nhìn ta làm gì vậy? Vừa rồi làm sao vậy? Phương Hành trừng hai mắt, thần thức dần dần trở về, hữu khí vô lực mở miệng hỏi. Phương đại gia, vừa rồi bỗng nhiên người đeo cái mặt nạ kia lên, sau đó không bao lâu thì ngất đi. Tiểu Nhất nhẹ nhàng hồi đáp, ân cần lau trán cho Phương Hành. Tà môn như vậy sao? Phương Hành nói thầm, lại nghỉ ngơi một hồi mới ngồi dậy, lấy thanh hồ quỷ diện ra dò xét. Lúc này thanh hồ quỷ diện đã khôi phục bình tĩnh, duy chỉ có vị trí mi tâm hỏa trùng khảm nạm ở trên đó vẫn đang sâu kín tỏa sáng, chỉ là như lâm vào trong ngủ say, quỷ hỏa trong hốc mắt cũng không thấy. Phương Hành cẩn thận suy nghĩ, hoàn toàn không có ký ức mình đã từng chủ động đeo mặt nạ lên. Dường như là trong chớp mắt ấy, thần thức của mình hoạt động không nghe khống chế. Cái này làm cho hắn hơi có chút kinh dị. Dù sao hôm nay hắn tu thành vô pháp đan, thần hồn vượt xa cùng thế hệ, nhưng thanh hồ quỷ diện đã có thể làm cho mình thất thần, này là cần lực lượng cường đại như thế nào mới có thể làm được. Mà người không tưởng tượng được là bây giờ ngoại trừ lực lượng thần hồn tiêu hao quá nhiều thì không có khác gì cái thường. Cái mặt nạ kia đến cùng nó có tác dụng gì? Phương Hành có chút vắng đầu, bảo đám tiểu hồ đi ra ngoài. Nhìn mình thì khoanh chân ngồi dậy, dưỡng tức chốc lát. Từ tốc độ thần hồn khôi phục, mình xác thực không có bị tổn thương, chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi. Điều này làm cho hắn yên tâm không ít. Thần hồn không tổn thương, ít nhất nói rõ mặt nạ này không có ác ý với mình, rất có thể là mình không chịu nổi áp lực của nó mà thôi. Tuy âm dương thần ma dám xem không ra, nhưng đây tuyệt đối là bà bối. Phương Hành thầm suy nghĩ, trong mắt hiện lên dị sắc. Đời này không có sở thích gì, chỉ thích bảo bối mà thôi. Thanh hồ quỷ diện xuất hiện dị tượng, lập tức để hắn phải động tâm. Âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng nghiên cứu bảo bối này. Nghỉ ngơi 3 ngày, Phương Hành cảm thấy thần hồn khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, muốn mang mặt nạ lên lần nữa. Bất quá lúc này sớm ăn bài thỏa đáng, bảo Tiểu Nhất ở bên cạnh trông coi. Nếu mình có vấn đề gì thì thay mình lấy mặt nạ xuống, nếu không có vấn đề gì thì nhớ kỹ bộ dáng sau khi mình đeo mặt nạ lên, sau đó nói cho mình nghe. Lúc này mang mặt nạ lên, vẫn về tới cảnh hư không ở trên cửu thiên, nam tử áo xanh thi pháp ngăn địch. Lúc này đây hắn sớm có chuẩn bị, nhớ kỹ 2 pháp ấn mà nam tử kia thi triển. Sau đó giống như có một loại cảm giác phúc trí tâm linh muốn hắn thử, vậy mà cũng bắt hắn pháp, bắt pháp ấn.
Trong nháy mắt ấy, Phương Hành cảm giác thiên địa biến ảo, thần hồn của mình bay ra ngoài, cùng nam tử áo xanh ở trên 9 tầng trời dung nhập cùng một chỗ. Giờ khắc này, như hắn chính là mình chính là hắn, mình ở trên 9 tầng trời dùng đạo pháp vô thượng ngăn địch. Oanh một tiếng, loại cảm giác này chỉ trong chớp mắt, trước mắt Phương Hành lại biến ảo, đã về với hình ảnh ở trong khoang thuyền, chỉ là cảm giác kia lại còn chưa từng biến mất. Giờ khắc này, Phương Hành về tới hiện thực, nhưng lại có loại cảm giác không gì không làm được. Đó là một loại cảm giác ý chí sắt đá khống chế thiên địa. Phương Hành vội vàng lấy quỷ diện xuống, trên trán chảy đầy mồ hôi, ép về phía hắn thở vù vù. Tiểu Nhất vội vàng tiến đến lấy nước cho hắn, sau đó giúp hắn xoa lưng. Tà môn, tà môn, hắn không ngừng tự nói, trong nội tâm ẩn ẩn đoán được một khả năng. Cuối cùng là một chí bảo phong ấn, hay là một truyền thừa, hay là binh khí. Hai lần đeo mặt nạ lên, một lần bị động, một lần chủ động, đã làm cho Phương Hành nhận ra cái gì đó, con mắt tỏa sáng. Vô luận như thế nào, đây đúng là một bảo bối. Phương Hành lần nữa nâng mặt nạ lên, đánh giá cẩn thận nửa ngày, đột nhiên cười ha ha, thò tay xoa đầu Tiểu Nhất, bước lên boong tàu hít thở không khí mới mẻ. Lúc này tâm thần kích động, cần tỉnh táo một chút. Dọc theo con đường này, Phương Hành một bên tĩnh dưỡng thần hồn, một bên bắt đầu tìm hiểu quỷ diện. Quá trình này tiêu hao thần hồn rất lớn, dùng lực lượng thần hồn cường đại như là của Phương Hành, quá trình này cũng lộ ra cực kỳ gian khó. Hắn thậm chí có loại cảm giác chỉ có người kết thành vô pháp đan như mình mới có thể ở kim đan cảnh tìm hiểu bảo vật này huyền diệu. Thay đổi người khác, dưới nguyên anh thì lực lượng thần hồn căn bản không chịu nổi quỷ diện tiêu hao, một lần tiêu hao lấy hết sạch thần hồn cũng có khả năng. Trong quá trình tiến về yêu đình, Phương Hành đã động có sự tình để làm. Ngày bình thường ngoại trừ tu luyện cơ bản nhất thì đặt toàn bộ tinh thần ở tìm hiểu thanh hồ quỷ diện. Dần dần hiểu rõ, thanh hồ quỷ diện cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cũng dần dần hiểu ra, ở trong mặt nạ hình như phong ấn một đoạn chuyện cũ đau thương nhưng mà huy hoàng. Đó là cảnh tượng một đại trận chiến, mà ở trong trại chiến ấy có chút truyền thừa của nam tử áo xanh được giữ lại, dùng loại phương pháp đặc thù này lưu cho đời sau. Mà mấu chốt nhất là thông qua truyền thừa có thể kích phát lực lượng nào đó ở trong thanh hồ quỷ diện. Người đeo mặt nạ lên, chỉ cần thần thức đủ mạnh thì có thể phóng thích uy năng của mặt nạ. Phát hiện này làm cho Phương Hành mừng rỡ như điên, xác định mặt nạ là dị bảo thì càng tốt cố gắng nghiên cứu. Chỉ tiếc là ở lần thứ 6 đeo mặt nạ lên, vậy mà không cách nào có thể tiến vào loại huyễn tường kia lần nữa. Lại phát hiện hòa trùng khảm nạm ở mi tâm ảm đạm, chỉ để lại một tinh thể nhỏ cỡ móng tay, hỏa diễm bên trong đã hết sạch. Hẳn là đồ vật này thông qua tiêu hao hòa trùng mới có thể mở ra. Phương Hành âm thầm suy nghĩ, ngược lại cảm thấy rất có khả năng. Lúc trước Liên Nữ nói qua, mình không phải là chủ nhân chính thức của thanh hồ quỷ diện, hiển nhiên rất khó có phương pháp mở chuẩn xác. Thậm chí nha đầu kia căn bản không tin mình có thể mở ra, chỉ là ngay cả nàng cũng không nghĩ tới yêu tiên vẫn lạc lưu lại mảnh vỡ thần hồn lại có thể mở ra mặt nạ. Nói như vậy, ta phải tìm chút ít hòa trùng rồi. Chỉ có điều sa mạc mênh mông, muốn tìm hòa trùng lại chỉ có thể xem vận khí. Trước kia nghe đến ba gia hỏa đến từ Thần Châu nói chuyện, loại hòa trùng này có lẽ có rất nhiều, đại đa số đều bị các đại yêu thu đi. Nói như vậy, tìm kiếm ở trong sa mạc còn không bằng đi yêu đình thử thời vận. Nghĩ đến đây, liền quyết định chủ ý. Dù sao hồ tổ nhất mạch ở Thanh Khâu Sơn phải cho mình thù lao, vậy thì xin nó. Nghĩ đến như vậy thì liền tăng tốc. Suốt cuộc 3 tháng sau, pháp thuyền dần dần tới biên giới của phía tây Lạc Nhật Đại Mạc. Hoang mạc bao la bát ngát bắt đầu hóa thành hắc hổ phì nhiêu, bắt đầu hóa thành hắc thổ phì nhiêu. Tầm mắt đạt tới, đã có thể chứng kiến thanh sơn u cốc. Đến thánh địa yêu tộc rồi sao? Phương Hành và một đám tiểu hồ ly đứng lên ở trên boong thuyền, nhìn một mảnh núi non ở trước mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Biên giới Lạc Nhật Đại Mạc thuộc về khu vực Đàm Châu, do 8 mạch yêu vương thiên thủ tạo thành liên minh chí cao của yêu tộc, gọi là yêu tộc thánh đỉnh. Ngoài ra tổ địa của 8 tộc truyền thừa lâu nhất, huyết mạch cao quý nhất trong tộc cũng ở đây. Phương Hành muốn tìm phù tang sơn của Kim Ô nhất tộc, đám tiểu hồ ly và Thanh Khâu Sơn, thậm chí đại bằng tà vương Thanh Nhai Sơn cũng thuộc về 8 mạch này. Trong kế hoạch của Phương Hành, trước đưa đám tiểu hồ ly đến Thanh Khâu Sơn, lại đi phù tang sơn tìm Kim Ô hỗn đản, mình cũng xem như là đại công cáo thành. Nếu như có thời gian
cậu có thể đi Thanh Nhai Sơn xem tộc nhân của Đại Bằng Tà Vương, thuận tiện giả bộ lão tổ tông một chút. Nói tới đây, Phương Hành ném hết đầu bếp tạp dịch ra pháp thuyền, sau đó điều khiển pháp thuyền tìm sân cốc bí ẩn giấu đi. Cuối cùng nâng 12 con tiểu hồ ly kéo Tầng Vân bay về phía Đằng Châu, bắt một tiểu yêu trúc cảnh, bắt một tiểu yêu trúc cơ cảnh, hỏi rõ vị trí Thanh Khâu Sơn, liền thẳng tắp ngự mây bay tới. Đằng Châu là thánh địa yêu tộc, ngẫm lại liền biết sẽ không có cảm giác tốt với tu sĩ nhân loại. Phương Hành vì đám tiểu hồ ly cũng không nguyện nhiều chuyện, tận lực ẩn nấp hành tung, cẩn thận chạy đi. Cuối cùng ở ngày thứ 3 đi tới ở trong sơn bạch xanh tươi tốt, thế núi kỳ vĩ, biết rõ đây chính là đại bàn của hồ yêu nhất mạch. Vì vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua đám tiểu hồ đi, cảm thấy khẽ buông lòng. Tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục, tiểu thất, tiểu bàn, kêu một lần. Đám tiểu hồ ly lần lượt đáp ứng, vừa vặn 12 con, mỗi con đều không thiếu. Tốt xấu cũng đưa các người trở lại, coi như là không thất tín với lão hồ ly kia. Phương Hành nở nụ cười, lần nữa xoáy lên đám tiểu hồ ly, tái Tường Vân bay vào trong núi. Vèo một tiếng, thời điểm Phương Hành cưỡi mây bay tới, một thanh trường mâu đột nhiên bay vút lên như là tia chớp, vậy mà nhắm ngay lồng ngực quán. Phương Hành hơi kinh hãi, cũng may thần thức quán hơn người, khi trường mâu vừa động trong lòng đã có báo động, thân hình hơi lệch sang, oanh một tiếng lên trường mâu, lập tức chấn gãy cán mâu, rơi xuống dưới đất. Quần đồ phương nào lại dám xông vào Thanh Khâu Sơn của ta? Theo trường mâu đâm ra, một tiếng hét to vang lên, mơ hồ có linh quang của đại trận phù hộ trấn thủ. Sau đó ở trong núi đá cổ thụ, thậm chí khe nước đều có bóng người vọt ra, tất cả 7-8 người vây quanh Phương Hành ở trên không trung. Một giáp sĩ kim đan cảnh từ xa xa bay tới, mặc hắc bào, một thân yêu khí, nhìn Phương Hành quát: vừa thấy liền động thủ. Phương Hành có chút bất mãn, nhưng vẫn thu lại Tường Vân, lộ ra một đống tiểu hồ ly ở bên cạnh. Sau đó hắn lại mở tay, lộ ra yêu đan mà Hồ Cửu Cô lưu lại, cất cao giọng nói: ta được một vị cố nhân giờ và mang những tiểu hồ ly này về Thanh Khâu Sơn, có yêu đan của nàng làm tin, trong các người ai làm chủ tới xem kiểm tra. Kim đan giáp sĩ kia thấy hồ đan ở trên tay Phương Hành, ánh mắt nhất thời lẫm liệt, hiển nhiên nhận ra yêu khí trên hồ đan, hơn nữa dùng hồ đan làm bằng thì rất đáng tin. Dù sao tín vật khác có khả năng bị người đoạt, cũng có khả năng làm giả, nhưng hồ đan nếu như không phải là bản thân tự nguyện, người ngoài rất khó lấy được, hơn nữa lúc gần chết có thể gửi lại một tia thần niệm ở trong nội đan. Cầm đến cho ta xem. Kim đan giáp sĩ đưa tay, một lực hút lăng không bắt tới. Phương Hành thấy đối phương không khách khí, cảm thấy có chút không vui, nhưng vẫn ném hồ đan qua, tùy ý đối phương lấy đi. Kim đan giáp sĩ lấy được hồ đan, cảm ứng thần niệm còn sót lại ở trong nội đan, hai mắt lóe lên, đánh giá đám tiểu hồ ly kia thoáng một cái, sau đó nhìn Phương Hành ôn quyền nói: Thanh Khâu Sơn có tổ huấn, từ trước tới giờ không cho phép nhân tộc bước vào, nếu không giết chết bất luận tội. Các hạ chờ một chút, ta phải mời công chúa tới nói chuyện. Nếu người thực là nghĩa sĩ đưa tộc nhân của ta trở lại, tộc ta tất có báo đáp. Dứt lời lệnh những người khác tiếp đãi Phương Hành, không được vô lễ, mình thì hóa thành lưu quang bay vào trong núi. Còn mẹ nó, rõ ràng là xác nhận được thật giả, nhưng ngay cả hớp trà cũng không cho một ngụm sao? Phương Hành có chút oán giận, chọn một đỉnh núi gần nhất hạ xuống, chỉ vào cái mũi của tiểu nhất dạy bảo một trận, nói: hồ ly các người không hiểu đạo đãi khách, làm tiểu nhất xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng nói không ra lời. Những tiểu hồ ly khác thì không có tim không có phổi, chỉ hiếu kỳ đánh giá tổ địa của các nàng, trông rất ngạc nhiên. So sánh với địa phương lúc trước các nàng sinh trưởng, phiến tổ địa này thực đúng là non xanh nước biếc, giống như là tiên cảnh vậy. Không có đợi bao lâu, trong Thanh Khâu Sơn có tiên vân bay tới, nhìn chăm chú vào liền có thể thấy một đám nhân ảnh đứng ở trước mây, hoặc là lớn hoặc nhỏ, chừng hơn 10 người. Phía trước nhất là một nữ tử váy trắng, bên ngoài chỉ là trên dưới 20, dung mạo thanh mỹ, ngũ quan quả thực không có chút bút mực nào có thể diễn tả được, có thể nói đó là hoàn mỹ, không chút tì vết. Nàng cưỡi Tường Vân bay tới, váy trắng mềm mại lại vừa vặn vòng quanh bộ ngực ngạo nghễ và vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài mượt mà, dưới váy lộ ra một đôi chân trắng nõn giống như là ngọc, cơ hồ khiến cho người xem liếc mắt miệng đắng lưỡi khô, ngay cả Phương Hành cũng có chút nghi người. Nữ nhân này nếu bán vào kỹ viện,
Phương Hành xoa xoa cái cằm, cười hắc hắc. Tiểu hồ ly ở xung quanh cũng kỳ quái nhìn hắn. Vị đạo hữu này chính là nghĩa sĩ nhân tộc đưa tộc nhân của ta trở lại sao? Nữ tử đến cực nhanh, mấy hơi sau đã tới trước đỉnh núi, nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh như thanh tuyền. Là ta, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Phương Hành cười ha ha, bay lên nghênh đón nữ tử, muốn bắt tay chào hỏi. Lui ra, đây là tiên cơ công chúa của Khanh Thanh Khâu Sơn, không thể đường đột. Còn chưa tới gần, bỗng nhiên hai thanh âm vang lên, là thị vệ và nô tỳ bên người của nữ tử kia quát tháo. Phương Hành nhất thời không vui, thầm nói: công chúa thì thế nào, thân thể quý hơn người khác sao? Nữ tử kia mỉm cười nói khẽ: nghệ sĩ đợi một chút, tiên cơ trước xem qua mấy chất nữ của mình đã. Nói xong giá mây bay tới, lướt qua bên người Phương Hành, mùi thơm ngát thanh nhã làm Phương Hành có chút tâm phiền ý loạn, trong nội tâm nhịn không được thầm nghĩ: nữ nhân này còn nhìn ta nở nụ cười, không phải là vừa ý ta chứ? Ta có nên chủ động một chút hay không? Các người là hậu nhân của cửu cô cô sao? Tiên cơ nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi, tay ngọc thon thon vuốt ve đầu của tiểu nhất, sau đó ngồi xổm xuống nhìn về phía mấy con tiểu hồ ly khác. Những tiểu hồ ly này bình thường ở trước mặt Phương Hành cực kỳ lớn mật, nhưng lúc này lại có chút sợ hãi, lo lắng núp vào nhau, ánh mắt e sợ nhìn nàng. Bất quá tiên cơ mỉm cười, thái độ ôn hòa, rất nhanh liền hóa giải được các nàng sợ hãi. Một tia thần niệm không nhỏ có thể thấy tán ra, tiên cơ nhẹ nhàng gật đầu như xác định cái gì. Năm đó cửu cô và cha ta ý kiến bất đồng, chồng còn tức giận mang theo tộc nhân mạch của nàng ly khai Thanh Khâu Sơn, không có chút tin tức. Thẳng đến phụ vương ta tạo hóa, vẫn còn nhớ thương cô ta. Ta đã từng sai người đi tìm các ngươi, đáng tiếc một mực không có tin tức. Hôm nay tốt rồi, mấy người các ngươi đều đã về nhà, chỉ là cửu cô lại... Tiên cơ duỗi hai tay, nhẹ nhàng ôm nắm tiểu hồ ly, ở trong thanh âm tràn đầy thương cảm. Đám tiểu hồ ly tự nhiên không thể hiểu chuyện cũ của các tiền bối, cả đám xì ngốc. Ngược lại là tiểu nhất nghe qua một ít bí văn, hôm nay nghĩ tới cửu cô vì bảo vệ các nàng mà chết, hốc mắt nhất thời đỏ lên. Tiên cơ an ủi đám tiểu hồ ly một phen, lúc này mới dịu dàng đứng dậy nhìn Phương Hành nói: ta đã từ trong nội đan của cửu cô dò xét thần niệm nàng lưu lại, đoạn đường này đi tới cũng may mà có nghệ sĩ bảo hộ, không thì những tiểu hồ ly này thực không có khả năng qua lạc nhật đại mạc an toàn trở lại nơi đây. Trước hết để người mang đi nghệ sĩ đi Đằng Châu thành nghỉ ngơi, ta dàn xếp các nàng xong sẽ đến nói lời cảm tạ. Đằng Châu thành, trong nội tâm Phương Hành khó chịu, nghĩ thầm vẫn không chịu để ta đi vào. Tiền cờ cũng không nhiều lời, giá mây dẫn theo đám tiểu hồ ly bay vào trong núi. Trong mây, đám tiểu hồ ly thấy Phương Hành không đi theo, cả đám đều quay đầu nhìn, bộ dáng có chút cấp bách. Tiểu nhất thì vẻ mặt đau buồn, hốc mắt đỏ ửng, nhìn Phương Hành vẫy tay từ biệt. Tiểu bàn chỉ biết ăn, còn tưởng Phương Hành ném các nàng mặc kệ, trực tiếp khóc giống lên. Còn mẹ nó, rốt cục thoát khỏi đám phiền toái này rồi. Phương Hành cũng không nghĩ tới thời điểm ly biệt sẽ đến nhanh như vậy, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá hắn là người tinh tình sảng khoái, tùy tiện phất phất tay, liền quay đầu không nhìn các nàng, cười nhìn trưởng lão Thanh Khâu Sơn nói: lão tiền bối, nghe nói Thanh Khâu Sơn các người nội tình rất sâu, hồ cửu cô nói ta đưa người tới sẽ được thâm tạ, không có giả chứ? Đạo hữu vạn dặm ủy thác, nghĩa khí sâu nặng, Thanh Khâu Sơn tất nhiên sẽ có thâm tạ. Trưởng lão hồ tộc cười ha ha, phía trước dẫn đường, đạo hữu trước tạm đi theo ta nghỉ ngơi một chút đã. Mời đạo hữu qua bên này, lão nhân đã truyền âm cho Đằng Châu thành sắp xếp xong địa phương nghỉ trọ. Trưởng lão Thanh Khâu Sơn lưu lại dẫn Phương Hành bay về phía đông, trên đường tự nhiên vô tình hay là hữu ý hỏi thân phận của Phương Hành. Phương Hành chỉ xưng tên là Hình Phương, là một tán tu, hắn nói dối đã thuận miệng, đủ để giải lão già áo bào đen lo lắng. Sau đó hai người hạ xuống biển mây. Nơi này là Đằng Châu thành. Phương Hành nhìn xuống cũng có chút kinh ngạc, bất ngờ phát hiện Đằng Châu thành hoàn toàn không phải là đại thành giống như là nhân tộc, mà là một mảnh núi lớn có vận khí đậm đặc thấp thoáng. Sau khi vào thành cũng ít thấy các kiến trúc cao lớn độc lập, cơ hồ tất cả đều dựa núi mà xây, phập phồng bất định. Mà lão già thì dẫn Phương Hành đến một cuộc dịch quán. Dịch quán này tên là Thiên Phong Uyển, đây là
phân viện do yêu đình thiết lập, chuyên dùng để chiêu đãi khách quý. Nhưng vì nhân tộc và yêu tộc ngừng chiến 3.000 năm, ở giữa cũng không có thiếu vãng lai. Một ít tu sĩ có thân phận của nhân tộc đến nơi này, phần lớn là an trí ở trong Thiên Phong Uyển. Chẳng qua hiện nay chiến cuộc khẩn trương, tu sĩ nhân tộc ngược lại ít đi rất nhiều, bình thường khó gặp một người. Thiên Phong Uyển này cũng tên như kỳ danh, có rất nhiều ngọn núi mọc lên san sát như rừng. Ở trên mỗi ngọn núi đều xây động phủ hoặc là cung điện, thậm chí còn linh hoa dị thảo tô điểm, có thể nói chuyện truyền thiết chí cho tu sĩ. Thanh Khâu Sơn cũng rất có thành ý, mở cho Phương Hành một ngọn núi có thể nói xa xỉ nhất Thiên Phong Uyển. Bất quá trong nội tâm Phương Hành lại minh bạch, trước kia hắn nghe Kim Ô nói rất nhiều lần, đối với yêu tộc mà nói, mời khách quý vào tổ địa mới coi như là thành ý tiếp đãi chính thức. Thanh Khâu Sơn trước sau không có nói qua một câu muốn mời Phương Hành vào tổ địa, rất rõ ràng là cảnh giác với hắn. Còn nữa, cũng có khả năng là cảm thấy tu vi của Phương Hành quá thấp, không quá coi trọng. Trong khoảng thời gian này, đạo hữu có thể yên tâm ở đây tu hành, đợi công chúa điện hạ rảnh rỗi sẽ đến đây để cảm tạ đạo hữu. Lão yêu hồ nói cực kỳ khách khí, bảo Phương Hành an tâm ở lại. Nhưng Phương Hành có chút bất mãn nói, ta còn có việc, không thể bảo công chúa nhanh một chút lên sao? Lão hồ yêu nghẹn lời, không nghĩ tới Phương Hành trực tiếp như vậy, đứng thoáng một phát mới nói, công chúa sự vụ bận rộn, hơn nữa cửu công chúa nhất mạch vừa mới về Thanh Khâu Sơn, tất cả an bài cũng cần có thời gian, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Ngoài ra, thứ cho lão phu nói thẳng, gần đây Bắc Câu yêu địa có chút không thích tu sĩ nhân tộc, đạo hữu tốt nhất là ít đi ra ngoài, nếu như có việc gì lão phu có thể làm thay. Vậy được rồi. Phương Hành khoát tay, không nói sự tình mình muốn đi Phù Tăng Sơn của Kim Ô nhất tộc. Hắn nghe Kim Ô nói qua, yêu đình tám mạch trên danh nghĩa là một thể, trên thực thể lẫn nhau không ngừng phân tranh, ân oán thù hận nhất thời không rõ ràng. Dưới tình huống không rõ thì tốt nhất cẩn thận làm việc, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Ở Thiên Phong Uyển 3 ngày, sinh hoạt khá thanh nhàn. Thanh Khâu Sơn phái 2 tiểu đồng hầu hạ Phương Hành, tất cả cần thiết đều phân phó bọn hắn đi tổng điện của Thiên Phong Uyển mang tới. Cũng không cần hắn bỏ tiền, đều do Thanh Khâu Sơn tính, mà trưởng lão Thanh Khâu Sơn cũng lưu lại ở nơi đây, một ngày một yến, nói chuyện phong nguyệt, luận đạo tu hành, cũng coi như là tiêu dao. Chỉ có điều công chúa Thanh Khâu Sơn nói rất nhanh sẽ tới, nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Nếu không phải vì một cơ hội mở miệng xin hòa trùng, Phương Hành thực đợi không đến kiên nhẫn, muốn quay người rời đi. Cũng may 3 ngày sau, thải vân bồng bềnh, tiền cờ rốt cục ở dưới một đám nha hoàn thị vệ túm tụ bay tới. Xa xa đến thấy địa phương xa dẻm ngọc, tiên phong đạo khí vần quanh, giống như là cửu thiên tiên tử hạ phàm vậy. Phương Hành đứng ở trên đỉnh núi, xa xa nhìn lại, chỉ thấy theo tiên cơ đi tới, ở trên ngọn núi hai bên thi thoảng có vầng sáng bay ra. Xa xa thì lễ, tiên cơ thì hoặc gật đầu ý bảo, hoặc ngừng chân nói vài câu, hoặc mời đồng hành, lộ ra nhân duyên rất tốt. Đi tới trước ngọn núi, tiên cơ nhìn Phương Hành thì lễ nói, hành đạo hữu hữu lễ, tiên cơ vốn nên nói sớm, chỉ vì trong núi sự vụ bận rộn, ngược lại thứ hôm nay mới có thời gian đến nói lời cảm tạ, mong ngài thứ tội. Tiên cơ đã sai người chuẩn bị tiên nhưỡng linh quả, thức ăn kỳ lạ quý hiếm, lại mời mấy vị tuấn kiệt yêu tộc đại khách, để cảm ơn đạo hữu vạn dặm bảo hộ nhân tộc quay về, mong đạo hữu không nên chối từ. Thấy nữ nhân này khách khí, Phương Hành cũng chỉ có thể chắp chắp trả lễ cười nói, ở đây ăn ngon ở tốt, đợi vài ngày cũng không có gì. Lại nhìn người bên cạnh Hồ Tiên Cơ cười nói, tiểu nhất nha đầu xinh đẹp hơn không ít nha. Ở bên cạnh Hồ Tiên Cơ là tiểu nhất đã thay đổi cách ăn mặc, hôm nay quần trắng như tuyết, hào hoa phú quý, so với trước ở cùng với Phương Hành mình đầy bụi đất thì khác nhau rất lớn. Từ điểm này có thể nhìn ra, đám tiểu hồ ly kia xác thực là huyết mạch của vương tộc Thanh Khâu Sơn. Vừa về Thanh Khâu Sơn liền triệt để cáo biệt sinh hoạt trước kia, biến hóa trở thành tiểu công chúa. Tiểu nhất bị Phương Hành trêu đùa có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Hồ Tiên Cơ. Hồ Tiên Cơ khẽ gật đầu, nàng mới ngượng ngùng nở nụ cười, từ trên mây nhảy xuống, đi tới bên người Phương Hành, nhẹ nhàng lôi kéo góc áo quán. Đi thôi. Hồ Tiên Cơ cười cười mời Phương Hành đi lên. Phương Hành cười tủm tỉm muốn leo lên xe của Hồ Tiên Cơ đi cùng, kết quả bị thị nữ bên cạnh sống chết ngăn cản. Trong nội tâm không khỏi có chút bất mãn,
Cũng may Tiểu Nhất ngồi ở đằng sau hắn, Thanh Đằng trưởng lão ở chỗ này cùng Phương Hành ba ngày cùng tay áo bồng bềnh, giá mày đi ở bên cạnh Phương Hành. Đoàn người bồng bềnh đi tới một đạo bạch ngọc ở trung tâm Thiên Phong Uyển, nơi đây phù văn ẩn ẩn, linh khí bức người. Bên cạnh là thác nước phi bộc, cổ tùng quái nham, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được. Xung quanh thi thoảng có linh cầm bay qua. Này là địa phương năm đó cổ tiên của yêu tộc thường xuyên luận đạo. Hôm nay cổ tiên đã phi thăng, nơi đây trở thành một thành cảnh, nơi đây trở thành một thánh cảnh của yêu đình. Đệ tử yêu tộc thường xuyên có người ở chỗ này thiết yến luận đạo, một là cảm ngộ y cảnh của cô tiên, hai là tưởng nhớ đến tiên hiền. Đương nhiên theo Phương Hành, cái này là học đòi văn vẻ. Cổ tiên kia nhận thức ngươi là ai sao? Tưởng nhớ cái giám ấy. Thời điểm đi vào Bạch Ngọc đạo đài, đã thấy thị nữ như dệt, lực sĩ vãng lại. Từng cái bàn nhỏ được bố trí tốt, linh quả rượu ngon, hương thơm xông vào mũi. Lại có mấy vị tuấn ngạn đang ngồi, nhìn thấy xa giá của hồ nữ đều đứng dậy chào đón. Hồ nữ đợi Phương Hành tới, cũng một chỗ nhập tọa, vui cười vui vẻ, lẫn nhau giới thiệu. Cái gì vị này là thiên kiêu tê tộc, vị kia là tuấn kiệt ngạc tộc. Nhắc tới Phương Hành, lại nói: vị đạo hữu này là nghĩa sĩ nhân tộc, Hình Phương Hình, không ngại vạn dặm xa xôi, hộ tống đệ tử hồ tộc ta quay về tổ địa. Ân này khó tả, hồ tộc ta nhớ ký ân này. Hình đạo hữu vĩnh viễn là bằng hữu tốt của hồ tộc ta. Phương Hành cười ha ha, nhìn mọi người ôm quyền: khách khí, khách khí. Chúng yêu tộc thấy hắn là tu sĩ nhân tộc, thần sắc hơi có chút khó coi. Dù sao hôm nay chiến tranh lan tràn, nhân tộc và yêu tộc tầm đó có rất nhiều khe hở. Bất quá hồ nữ chú trọng chỉ ra, đây là ân nhân của hồ tộc các nàng, chúng yêu không tiện nhiều lời. Cả đám thân mật chào hỏi, bàn về công phu mặt ngoài. Phương Hành cũng cực kỳ am hiểu, cười tê tét kết bạn với chúng yêu. Hồ nữ thấy các tu sĩ ngồi xuống, liền lần nữa nâng chén tạ ơn Phương Hành, cùng với chúng yêu cạn ly, cũng lộ ra với vẻ hòa thuận. Phương Hành vừa uống rượu, vừa ngắm khuôn mặt xinh đẹp của hồ nữ, ánh mắt lập lòe, cùng một bộ muốn nói lại thôi. Mà hồ nữ hình như đã nhận ra ánh mắt của hắn, nhưng thần sắc không có chút mất tự nhiên, nàng đối với loại ánh mắt này đã quá quen. Ngược lại mấy yêu tu khác thấy thì cười lạnh, nghĩ thầm gia hỏa nhất tộc nhân tộc này quả nhiên là lòng mang làm loạn. Bất quá, đừng nói thân phận của ngươi, đã chú định không dừng chân được ở Bắc Câu, chỉ nhìn ngươi là kim đan sơ kỳ, ở trong kim đan pháp ý lạnh nhạt, có thể nói là một viên phế đan, vậy mà cũng dám hy vọng xa vời với yêu tộc đệ nhất mỹ nhân. Đây không phải là chê cười sao? Chỉ có điều trong nội tâm mọi người đều có ý nghĩ, lại không biết Phương Hành cân nhắc chính là sao nữ nhân này không có đề cập tới sự tình trả thù lao. Ta đang chờ thần hỏa, người tranh thủ thời gian nói đi. Người không đề cập tới, ta cũng không có ý tứ nói. Phương đại gia cũng là người có thân phận, sao có thể làm ra các loại sự tình như vậy được. Rượu qua 3 tuần, hồ nữ rút cục mở miệng, mỉm cười nhìn Phương Hành nói: Hình đạo hữu không ngại gian khổ, đưa huyết mạch hồ tộc ta quy hương, tiền cờ lại người mời ngươi một ly. Nói xong, dịu dàng bưng chén ngọc lên, nhìn Phương Hành xa xa ý bảo, lại nói: ngoài ra có một câu không biết có nên nói hay không. Đạo hữu nghĩa khí sâu nặng, tuy không cầu báo đáp, nhưng tiền cờ... Phương Hành vội vàng giơ chén rượu lên, con mắt tỏa sáng thầm nghĩ: ta chính là vì cầu báo đáp đấy, người tranh thủ thời gian nói đi. Ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống, hồ nữ lại cười nhẹ nói: tiền cờ không có gì báo đáp, chỉ có thể mời hình đạo hữu làm trưởng lão ngoại tộc của Thanh Khâu Sơn ta. Không biết đạo hữu định như thế nào? Không nói đạo hữu có ân bảo hộ huyết mạch, chỉ nói đạo hữu tuổi còn rất trẻ, liền có tu vi kim đan cảnh, Thanh Khâu Sơn ta cũng không dám lãnh đạm, tất cả cung phụng đều ngang hàng kim đan trưởng lão của hồ tộc ta. Lời này vừa ra, Phương Hành lại trực tiếp ngây người. Tình huống như thế nào? Đã nói là trả thù lao mà. Biểu lộ kinh ngạc của Phương Hành xem ở trong mắt của hồ nữ lại giống như là kinh hỉ. Hơn nữa hồ nữ vào trước là chủ, cảm giác Phương Hành sẽ không cự tuyệt đề nghị của mình, lại khẽ cười một tiếng, sóng mắt dịu dàng nói: dù Thanh Khâu Sơn không lớn, nhưng tóm lại cũng là nơi dừng chân. So với đạo hữu làm tán tu cả ngày dãi nắng dầm mưa thì tốt hơn rất nhiều. Nghe lời này của nàng, các tu sĩ trong bữa tiệc mắt hiện lên dị sắc, thầm nghĩ tu sĩ nhân tộc kia là đi đại vận,
được yêu tộc đệ nhất mỹ nhân mời gia nhập Thanh Khâu Sơn, cái này chẳng phải là có cơ hội cùng với hồ nữ sớm chiều ở chung. Còn nữa, tu sĩ nhân tộc rơi vào trong tay của yêu tộc thường thường kết cục thê thảm, hoặc biến thành khôi lỗi, hoặc giết người lấy đan. Nhưng gia hỏa này lại nhảy lên trở thành trưởng lão Thanh Khâu Sơn, thân phận tôn quý, phần vinh hạnh này không cần phải nói. Tự nhiên cũng có một ít người đầu óc thông minh, nghĩ càng sâu sắc, minh bạch thâm ý của hồ nữ. Yêu tộc thu tu sĩ nhân tộc làm trưởng lão không ít, dù sao 3.000 năm ngưng chiến, thế cục đã sớm hòa hoãn. Thậm chí hôm nay có rất nhiều thế gia nhân tộc cắm rễ ở xung quanh yêu đình, mấy ngàn năm giao lưu cùng đã cùng ít yêu tộc có ngàn vạn quan hệ, mà hôm nay ở dưới loại thế cục này mời tu sĩ nhân tộc làm trưởng lão có tác dụng càng to lớn. Dù sao đến lúc đó vạn nhất thật bộc phát nhân yêu đại chiến, những tu sĩ nhân tộc này mượn nhờ thân phận tiện lợi có thể phát ra tác dụng rất trọng yếu. Mọi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình đều đình chỉ nói chuyện, nhìn về phía Phương Hành. Tiểu Nhất càng ôm lấy cánh tay Phương Hành, ở trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ đợi, như là cực kỳ muốn hắn đáp ứng. Trong ánh mắt mọi người, Phương Hành đã có chút bất đắc dĩ, thở dài nói: Hồ tiên tử nâng đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích. Bất quá ta ngày thường đã quen lang thang, thực không có luyện nguyện lưu lại chỗ này, phần hảo ý này ta tầm lĩnh. Các tu sĩ nghe vậy đều nhíu mày, như không nghĩ tới tên này sẽ cự tuyệt. Hồ tộc công chúa cũng nào nào nói: Hình đạo hữu là có cừu gia, lo lắng mang đến phiền toái cho Thanh Khâu Sơn sao? Xin đạo hữu yên tâm, Thanh Khâu Sơn ta muốn bảo hộ một người còn không thành vấn đề. Cừu gia? Không có không có, ta là người thành thực. Phương Hành vội vàng nở nụ cười, trong nội tâm lại nghĩ: Cừu gia của ta nói ra sẽ là hù chết người đấy. Vậy đạo hữu có gì khó nói? Vô luận là dị bảo cần thiết cho tu hành hay là công quyết, Thanh Khâu Sơn ta... Hồ nữ còn muốn nói nữa, lộ ra thành ý tràn đầy, như thực muốn Phương Hành lưu lại. Người bình thường thấy bộ dáng này của hồ nữ, đoán chừng đã sớm nhịn không được. Nhưng Phương Hành đã có chút tức giận, nghĩ thầm nữ nhân này còn không có sao hết, liền nói thẳng: Cũng không phải, ta chính là không có ý định lưu lại, tiên tử muốn cảm ơn ta đổi lại phương pháp khác đi. Trực tiếp cự tuyệt như vậy làm cho bầu không khí hơi chút xấu hổ. Hồ nữ khẽ khẽ thở dài, cũng không nhắc lại, nói khẽ: Là nguyệt cơ đường đột, không biết đạo hữu tu hành cần gì, chỉ cần Thanh Khâu Sơn ta có đều có thể. Nàng nói có chút hứng thú hết thời, đoán chừng ở trong nội tâm cũng cho rằng Phương Hành sẽ trực tiếp cự tuyệt, nghênh ngang rời đi. Lại không có nghĩ rằng Phương Hành đợi cả buổi, đợi đúng là cái lời này của nàng. Nghe vậy thì đại hỉ nói: À có, kỳ thực ta muốn nhất là loại hỏa trùng này, có thể giúp ta tìm hiểu hỏa diễm. Nếu Thanh Khâu Sơn có thì cho ta 10 đoá, 20 đoá gì đấy. Nếu không có, vậy thì cho chút linh tinh hoặc là linh đan, bảo dược gì cũng được, ta không quá khắt khe. Vừa nói vừa lấy hỏa trùng đã mất đi thần tính cho hồ nữ xem. Tất cả mọi người ngây dại. Còn có thể như vậy? Tại sao trên đời này có người ở sau khi cự tuyệt mỹ nhân như hồ nữ còn không hề có liêm sỉ đòi thù lao? Trong lúc nhất thời, ở trên đạo đài yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành thì điềm nhiên như là không có việc gì, mặt đầy thành ý nhìn hồ tiên cơ, còn nhẹ nhàng cua cua hỏa trùng. Sắc mặt của hồ tiên cơ có chút chần chờ, hồi lâu sau mới nói: Hình đạo hữu đã mở miệng, tiên cơ cũng không có cự tuyệt, chỉ là hình đạo hữu có khả năng còn không biết, hỏa trùng mà ngươi nói chúng ta gọi là tiên linh, chính là năm đó sau khi yêu tộc vẫn lạc, chính là năm đó sau khi yêu tổ vẫn lạc, tàn phiến thần hồn của hắn biến thành, giá trị khó có thể đánh giá. Toàn bộ Thanh Khâu Sơn chúng ta hôm nay cũng chỉ có 3 viên mà thôi. Phương Hành ngẩn ngơ, sau đó rất hào phóng nói: À không có sao, cứ cho ta 2 viên là được. Hồ tiên cơ nhất thời nói không ra lời. Trong hàng khách mời, bỗng nhiên có một nam tử gầy như gậy trúc vỗ bàn. Yêu này tên là Trúc Thanh Tử, là một trúc diệp thanh xà, tu hành thành tinh, thiên phú không kém, không đến 400 tuổi tu vi đã đạt tới kim đan cảnh. Chỉ có điều nó không có bối cảnh gì cả, một mực muốn gia nhập vào hồ tộc Triệu Lực, cho nên cực kỳ giữ gìn hồ nữ. Lúc này thấy hồ tiên cơ khó xử, liền vỗ bàn lạnh lạnh nhìn sang: Thật là một gia hỏa không biết trời cao đất dày, điện hạ chủ động thu ngây, ngươi lại cho mặt còn không biết xấu hổ sao? Theo người này hét lớn, tân khách cũng vỗ bàn, lập tức xé toang gương mặt thân mật trước đó, trợn mắt nhìn thẳng.
Phương Hành im lặng, trợn mắt trừng bọn họ một cái. Liên quan quái gì tới các ngươi? Chúng yêu đều là thế hệ thân phận bất phàm ở trong yêu tộc, nếu không thì cũng không có tư cách ngồi vào yến hội của hồ nữ. Vốn có chút địch ý với nhân tộc, nhưng trước đó nề tình hồ nữ giả vờ giả vịt vui vẻ mà thôi. Hôm nay thấy hắn thật lòng, hắn làm phật lòng hồ nữ, còn kiêu ngạo như vậy, lập tức có mấy người nổi lên sát ý. Còn muốn đi hỏi tiên đình, ngươi thực cho rằng mình là đại anh hùng của yêu tộc chúng ta sao? Lại dám cự tuyệt hào ý của hồ nữ, tự cho mình rất cao, không bằng để cho ta thử xem năng lượng của ngươi một chút. Vừa rồi tiểu nhân này ánh mắt gian tà, nhìn lén công chúa điện hạ, ta đã sớm không vừa mắt rồi, để ta tới nuốt hắn. Ở khu vực yêu tộc ta, mở tiệc chiêu đãi ngươi là cho ngươi mặt mũi rồi, còn không biết điều như vậy. Thoáng cái giống như là chọc vào tổ ong vò vẽ. Chúng yêu hoặc có định ý, hoặc muốn biểu hiện ở trước mặt hồ nữ, cơ hồ tất cả mọi người đều ồn ào, ánh mắt hung tàn nhìn Phương Hành, sát khí cơ hồ đan vào thành lưới. Nếu không cố kỵ nơi này dù sao cũng là bữa tiệc của hồ nữ, bọn hắn đã trực tiếp động thủ rồi. Một màn này dọa sắc mặt của tiểu nhất tái xanh, thân thể run rẩy chắn ở trước người Phương Hành. Phương Hành thì không để vào mắt, cười hì hì nhìn hồ nữ. Hồ nữ cau mày, giống như một bức tranh thủy mặc, bàn tay nhẹ nhàng chúi xuống, mở miệng nói: các vị đạo hữu không cần nôn nóng như vậy, vô luận như thế nào Hình đạo hữu cũng là ân nhân của hồ tộc ta, không nên tổn thương hòa khí. Chúng yêu nghe nàng nói như vậy thì tình cảm quần chúng càng xúc động, cả đám la hét muốn bắt Phương Hành, buộc hắn xin lỗi hồ nữ. Bành một tiếng, trong tiếng la hét ầm ĩ, vậy mà có một bình rượu nện xuống, lướt qua đầu Phương Hành bay đi, sau đó rơi vào nát bấy. Ánh mắt Phương Hành lạnh lạnh nhìn sang. Ở hướng kia, một con tê giác tinh mặc áo giáp đang khiêu khích nhìn hắn, cực kỳ hung hãn. Bọn yêu quái này hiển nhiên là muốn bức Phương Hành động thủ trước, như vậy mới thuận thế đánh hắn. Mà ở trên mặt của hồ nữ cũng lộ ra chút u sầu, thở dài đang muốn nói tiếp, đột nhiên xa xa có một thị nữ ngự kiếm bay tới, ở bên tai nhẹ nhàng nói ra mấy thứ gì đó. Sắc mặt của hồ nữ giật mình, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía tây đại đạp đạo đài, ở trên một đại thụ đứng một nữ tử xinh đẹp mặc váy màu nhạt vàng nhạt, đang nhìn về bên này. Hồ nữ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Nữ tử áo vàng đại hỉ, vội vàng bay lướt tới, đáp xuống trên đạo đài, làm cho chúng yêu ở trên đạo đài yên tĩnh, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía nàng. Mà nữ tử kia thì hai gò má đỏ bừng, ở trên mặt hiện đầy dáng tươi cười, nhìn hồ nữ thì lại nói: tiên cơ tỷ tỷ, rất lâu đã không gặp tỷ, tiểu muội thực là quá nhớ tỷ rồi. Hồ nữ mỉm cười nói: Tang Nhi muội muội, đã lâu không gặp, bình thường muội cũng không chịu tới thăm ta nha. Hốc mắt của nữ tử áo vàng đỏ ửng, cười nói: ta sao không muốn qua thăm tỷ tỷ, nhưng tỷ cũng biết sự tình kia. Nghe nàng nói đến chỗ này, đột nhiên có người cười lạnh, là yêu tu tê tộc. Hắn thờ ơ nhìn nữ tử này. Nữ tử áo vàng nhất thời có chút nhát gan, giả bộ như không nghe được, tiếp tục cười nói: trước kia ta nhớ tỷ tỷ thì trực tiếp bay qua, nhưng bây giờ không thể tùy tiện đi ra. Lúc này đây ta đi ra là cầu căn bá bá, thời gian thật dài. Người cũng biết thân thể của căn bá bá không tốt, nói câu nào cũng phải là nghỉ cả buổi. Ta từ buổi sáng cầu hắn đến tối mịt, lại thừa dịp hắn không chú ý mới chạy tới đây. Hắn còn muốn đuổi theo bắt ta trở về, bất quá không bay nhanh bằng ta, hiện tại ta lo lắng trở về sẽ bị hắn mắng. Nữ tử này líu díu, thanh âm giòn giã, thoáng cái áp đi thanh âm của các tu sĩ. Hồ nữ đành phải cưỡng ép cắt đứt lời nàng, cười nói: Tang Nhi muội muội, không vội, đã đến rồi trước ngồi đi, ta vừa vặn có một hảo hữu nhân tộc muốn giới thiệu cho ngươi nhận thức. Nữ tử áo vàng nhìn Phương Hành, thở dài nói: tu sĩ nhân tộc, hey, biểu huynh ta nói cũng nhận thức một tu sĩ nhân tộc, nói cái này có tác dụng gì? Tiên cơ tỷ tỷ, lúc trước ta truyền cho tỷ nhiều như vậy, sao tỷ không trả lời? Ở trong nội tâm của ta rất lo lắng, ta một mực lo lắng tỷ sẽ không bỏ mặc muội chứ. Bất quá ta lại nghĩ sao tỷ tỷ lại như vậy, cho nên ta tự mình tới. Ta cảm thấy tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ta, tỷ sẽ giúp ta có đúng không? Tiên cơ bị nàng nói đến sắc mặt có chút khó coi, muốn nàng ngậm miệng lại, không biết mở miệng như thế nào, đành phải đứng dậy nói: Tang Nhi muội muội, chúng ta đi hậu sơn nói chuyện đi. Dứt lời, không chờ nữ tử áo vàng nói cái gì, nắm tay nàng nhẹ nhàng bay đi. Thẳng đến hai nữ tử đi khai, chúng yêu tu còn không kịp phản ứng, sau nửa ngày không có người nói chuyện. Ngược lại là Phương Hành như là nghĩ tới điều gì, con mắt có chút sáng ngời, chân mày cau lại.
Nhưng lúc này đột nhiên vèo một tiếng, lại có một đồ vật nện ở phía Phương Hành. Phương Hành đưa tay nắm lấy vật kia, là một linh quả, không khỏi cắn một miếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, chỉ thấy con tê giác tinh kia đang chỉ vào Phương Hành cười ha ha, bộ dáng khiêu khích. Nhân tộc ngu ngốc, Hồ công chúa đã đi, chúng ta luận bàn một chút không? Hiện tại công chúa điện hạ ly khai, chúng ta vừa vặn cho gia hỏa này một chút sắc nhìn. Trúc Thanh Từ cười lạnh nói, thân là người một lòng quy hàng Hồ tộc, hắn nói lòng, hắn nóng lòng muốn ở trước mặt của hồ nữ biểu hiện một phen. Lúc này thấy hồ nữ và nữ tử áo vàng ly khai, thì nhất thời cảm thấy cơ hội đã tới rồi, muốn cùng với yêu tu khác giáo huấn Phương Hành một phen. Như vậy mặc dù hồ nữ có trở lại, mình xuất phát từ hào ý, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Mà tê giác tình thì sau khi ném ra trái cây, vội ôm hai tay, thân thể ép về phía Phương Hành, cười lạnh nói, cũng không biết tạp chủng nhân tộc người từ đâu chui ra, đến địa bàn yêu tộc chúng ta cũng dám kiêu ngạo như vậy. Hồ nữ điện hạ nể tình ngươi có ân với Thanh Khâu Sơn, không so đo với ngươi, già ra đại nhìn không được, hôm nay muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Yêu tu ôm tâm tư giống như hắn lại không ít, trong tiếng cười lạnh, chừng có 4 năm còn đi tới. Dù yêu tu hóa thành người thì cũng phần lớn là thân hình cao lớn, lúc này giống như có mấy cây cột điện vây quanh Phương Hành. Các ngươi muốn làm gì? Không cho phép tới. Tiểu Nhất kêu lên, vươn hai tay ra, giống như là con gà che chở cho Phương Hành. Tiểu công chúa, người tránh ra, những tu sĩ nhân tộc này mặt ngoài nhân nghĩa, nhưng một bụng ý nghĩa xấu, đừng vì vẻ bề ngoài quán lừa. Trúc Thanh Tử hét lớn, không dám làm Tiểu Nhất bị thương. Tiểu Nhất thì kỳ quái quay đầu lại nhìn Phương Hành, sau đó kiên định bảo vệ hắn. Mặc dù ánh mắt có chút sợ hãi, nhưng không có ý tứ tránh ra, trong nội tâm cũng đang nghĩ, người khác đều nói tu sĩ nhân tộc mặt ngoài nhân nghĩa, kỳ thực một bụng ý xấu, nhưng Phương đại gia biểu hiện ra ngoài không có một chút nhân nghĩa, như vậy nói cách khác sẽ không có ý nghĩa xấu, hắn là một người tốt. Tạp chủng nhân tộc, bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống xin tha, hôm nay gia gia tạm tha cho ngươi một mạng. Mình xin phép ngừng tập này đây nhá, và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.